cô gái xinh đẹp này chỉ bị một con muỗi đốt cho một phát. Thế mà không lâu sau đó, vô số trứng ấu trùng tuôn ra từ cơ thể cô. Càng đáng sợ hơn là, cơ thể cô từ từ biến đổi, dần dần biến thành một con muỗi cái ác độc. Không lâu trước đây, Casey và những người bạn thân vừa trở về sau một kỳ nghỉ. Trên người cô bắt đầu xuất hiện những đốm đỏ. Cô tưởng rằng chỉ là những vết muỗi đốt thông thường, vốn không để tâm đến. Nhưng không lâu sau, trên người cô dần xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Casey còn tưởng rằng mình có thai, bèn thử thai và nhận ra bản thân đã có thai thật. Sau đó, chân của cô nổi lên một cái bọc lớn. Casey không nhịn được mà nặng nó ra, một thứ chất lỏng màu vàng tràn ra ngoài. Cô dùng đủ loại thuốc để thoa vết thương, nhưng những cái mục nhạt đó không hề mất đi, thậm chí vết thương còn tràn ra những hạt dịch thể màu vàng. Casey rất lo lắng, nhưng không dám nói với bạn trai, bởi vì họ sắp kết hôn, nếu như bạn trai mà biết thì cô sẽ bị chê. Cô chỉ đành kể những sự việc của mình cho bạn thân nghe. Bạn thân nói với Casey, cô ta cũng bị muỗi đốt, kêu cô đừng sợ hãi. Casey hết cách nằm trong bồn tắm, không biết ngủ quên từ lúc nào. Trong mơ, cô thấy mình sinh con, nhưng đó lại là vô số trứng ấu trùng. Bạn bè nhìn thấy thế thì giơ chân ra đạp. Casey van xin bạn bè đừng đạp con của mình, nhưng không ai thèm để tâm. Casey giật mình tỉnh dậy trong bồn tắm. Lúc này cô mới phát hiện mình đã ngủ trong bồn tắm nửa tiếng rồi, mà cơ thể cô giờ đây được bao phủ bởi một thứ chất nhờn không rõ. Cô run rẩy bước vào phòng ngủ, chiếc giường vô cùng ẩm ướt. Cô mở chân ra nhìn, bên dưới toàn là trứng ấu trùng. Cô bị dọa đến lùi ra sau, nhưng cả phòng đâu đâu cũng toàn trứng ấu trùng. Casey lập tức đến trước gương, cô phát hiện bản thân đang dần dần biến đổi. Da của cô dần khô ráp, tóc cũng dần rụng sạch, dưới mông còn mọc ra một cái đuôi. Cả người Casey đang biến đổi nhanh chóng, bộ dạng quái dị của cô khiến cô không dám ra khỏi nhà. Trong quá trình biến đổi cơ thể cô không ngừng tuôn ra vô số ấu trùng lớn nhỏ. Rất nhanh, hàng xóm người được nhà bên cạnh có mùi gì đó kỳ lạ. Bà đi vào trong kiểm tra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, bà liền lớn tiếng mắng Casey, nói cô ăn ở sao mà bốc mùi quá vậy. Casey cực kỳ tức giận, bay vào bóp cổ bà ta. Cô phun ra một thứ chất nhờn màu xanh từ miệng mình, khắp mặt bà ta ngay lập tức bị ăn mòn. Casey không biết làm thế nào, cô vội cuộn bà ta lại trong góc. Lúc này, cô chú ý đến số trứng ấu trùng trên bàn. Cô cầm lấy một viên lên, bên trong quả trứng đang dần hình thành hình dáng của một con muỗi. Casey mất tích vài ngày, Chris từng rất lo lắng nên đã đến nhà Casey. Cô mở cửa ra, một cổ mùi thối kinh khủng xộc lên. Khung cảnh trong phòng vô cùng đáng sợ, đâu đâu cũng là trứng ấu trùng lớn nhỏ. Kristen tìm thấy Casey trong góc. Khi Casey tháo mũ xuống, Kristen bị Casey đã biến đổi dọa đến lùi ra sau. Kristen vội trốn vào nhà tắm, lại phát hiện trong nhà tắm có một cái xác. Cô chuẩn bị gọi cảnh sát để cầu cứu, Casey bỗng mở cửa ra, dùng tay che miệng Kristen lại, trên tay liên tục phun ra thứ chất dịch màu xanh lam. Một lát sau, Kristen đã bị chất dịch màu xanh giết chết. Casey không định làm hại bản thân, khi cô buông tay ra thì phát hiện lòng bàn tay có rất nhiều lỗ nhỏ. Lúc này, bạn thân khác của Casey là Jill, cô ta rất mê chồng chưa cưới của Casey. Trong kỳ nghỉ, Jill đã lén chuốc sai Casey, sau đó để một người đàn ông lạ đưa Casey đi. Jill còn quay video lại và đưa cho Jared coi. Jared xem xong thì suy sụp, Jill nhân cơ hội xa vào lòng anh ta để an ủi. Mà Casey sau khi biến đổi, giác quan của cô rất nhạy bén, cô đã biết hết câu chuyện của hai người họ. Sự phản bội của chồng chưa cưới và bạn thân đã khiến Casey tức giận, cô quyết định báo thù. Jill đến nhà tìm Casey, vừa vào nhà đã xém bị mùi thối khiến cho ngất xỉu. Trên tường là vô số các mảng lớn trứng ấu trùng, trước mắt là một cái xác bên trong mảnh lưới lớn. Jill bị dọa hốt hoảng, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì Casey đã xuất hiện sau lưng cô. Casey dùng tơ trói Jill vào ghế. Bây giờ, Casey với cơ thể đã biến đổi hoàn toàn, chất vấn Jill tại sao lại cướp chồng mình. Jill đương nhiên không thừa nhận. Casey hết chịu nổi bộ mặt giả tạo của cô ả, liền phun ra một thứ chất dịch ăn mòn vào chân của Jill. Casey cảm thấy chưa đủ, cô phải khiến cho ả đàn bà này chịu đủ loại giày vò. Thế là Casey gọi cho Jared, Jared lập tức chạy tới. Nhìn thấy Jill đã bị trói lại, anh vội vàng chạy đến định cứu người. Vào lúc này, Casey xuất hiện sau lưng anh. Cô từ từ áp sát, hỏi người bạn trai một câu. Jared sợ hãi không dám nói gì, Casey dùng móng tay cào rách cổ cô bạn thân. Jared hỏi Casey tại sao lại làm như vậy. Instinct. Jared nhân cơ hội phản kháng, đè ngã Casey dưới đất, nhưng lại bị cái đuôi của Casey cắm vào người. Jared vùng vẫy thoát ra, nhặt lấy cây gỗ đâm vào lồng ngực Casey. Cô bị thương ngã ra đất, bạn trai thấy thế vội đứng dậy kết liễu cô ta. Nhiều người mất tích, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến nơi. Họ phong tỏa toàn bộ hiện trường, tìm được 4 thi thể trong nhà. Nhân viên phá một lớp màn ra, phát hiện người bạn trai đang dựa vào góc tường, cơ thể anh ta đang dần biến đổi. Thì ra, trong lúc vật lộn, Casey đã cấy ấu trùng vào trong người Jared. Nhưng không ai ngờ, số ấu trùng trong người Jared đã đủ lông đủ cánh, bay ra từ người anh ta. Có vẻ như chẳng ai có thể ngờ được, thảm kịch kinh hoàng vừa rồi đã bắt đầu từ một vết cắn nhỏ tưởng chừng như vô hại này.